Huy Nha xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và Huy Nha xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối ngày hôm nay ngày thứ sáu cuối tuần. Thưa quý vị, tình hình chính trị Hoa Kỳ rất là sôi động và quý vị có biết ngày hôm nay thì cổ phiếu của công ty Tesla đã bị xuống. Quý vị biết lý do tại sao không? Bởi vì có những cái tấm hình mà chụp thấy ông tổng giám đốc của Tesla, đó là ông Elon Musk, vừa phỏng vấn vừa hút bồ đà. Chỉ một hình ảnh đó thôi và hôm nay thì lập tức giá cổ phiếu của công ty này đã bị sụt giảm. Và thưa quý vị, liên quan đến việc ai là tác giả đứng đằng sau cái bài xã luận được đăng trên báo New York Times đã khiến gây ra một cái cơn chấn động trong làng chính trị Hoa Kỳ. Và cho đến nay, mặc dù động lý John Kelly đã khuyên Tổng thống là thôi nên để cái chuyện này nó trôi qua, đừng có nên chú tâm vào bởi vì nó sẽ gây sự chú ý, nhưng mà có vẻ như là Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có yên. Và theo một số nguồn tin truyền thông cho biết là hiện nay thì Tòa Bạch Ốc họ đã thu hẹp lại cái danh sách mà những người mà được cho là họ nghi ngờ là những người này là những người đứng đằng sau cái bài viết xã luận ở trên New York Times. Và vào ngày hôm nay, trên khi mà lên phi cơ chuyên cơ Air Force One thì Tổng thống Donald Trump đã bảo rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia. Và ông bảo là Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions nên điều tra ai đứng sau cái bài viết này. Và ông bảo là ông nói giả sử như là người đó là một nhân viên nằm trong ban an ninh quốc gia và người đó được tham dự vào những cái cuộc họp quan trọng, người đó được miễn trừ an ninh. Ông bảo vấn đề miễn trừ an ninh là vấn đề mà gần đây đang được đem ra bàn tán rất là nhiều. Và giả sử người đó được tham dự những cái cuộc họp quan trọng với Trung Quốc, với Nga, với Bắc Hàn và những cái cuộc họp tương tự thì sao? Ông bảo tôi không muốn có anh ta trong những cái cuộc họp này. Và thưa quý vị, Bộ Tư pháp họ gửi ra thông báo là, và lúc này họ không có xác nhận, cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, không bác bỏ là có hay không có một cái cuộc điều tra như vậy. Cũng liên quan đến Bộ Tư pháp, vào ngày hôm nay truyền thông cho biết là Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions bây giờ đang ở trong một cái tâm trạng và tình trạng sẵn sàng cho tất cả mọi thứ có thể xảy ra đối với mình, tức là có khả năng ông chuẩn bị tinh thần là có khả năng mình sẽ bị sa thải. Và cũng liên quan đến Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì truyền thông cho biết, quý vị biết ai đã gửi thư lên tòa liên bang? Thưa quý vị, các luật sư của tên Saipo là nghi can khủng bố người đã đâm chiếc xe tải vào một con đường dành cho người đạp xe ở New York, ở thành phố New York vào năm ngoái, khiến cho ít nhất 8 người bị thiệt mạng. Và thưa quý vị, luật sư của tên này mới đây đã đệ đơn lên thẩm phán liên bang, lên tòa liên bang, yêu cầu tòa liên bang ra phán quyết là không cho các công tố viên theo đuổi án tử hình đối với tên này. Lý do vì sao? Thưa quý vị, các luật sư họ đưa ra những cái mẫu tweet của ông Donald Trump. Ít nhất là hai mẫu tweet được viện dẫn ở trong cái hồ sơ để lên tòa. Thứ nhất là cái mẫu tweet vào hôm thứ Hai vừa rồi, khi ông Donald Trump lên mạng Twitter bảo là Tổng trưởng Tư pháp, ông chỉ trích tấn công Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Bộ Tư pháp đã truy tố hai dân biểu liên bang của Cộng Hòa trước kỳ bầu cử giữa kỳ. Và cái mẫu tweet trước đây, ngay sau khi mà tên Saipo bị bắt, thì ông Donald Trump đã lên mạng Twitter bảo rằng đối với cái tên này thì chỉ có cách là tử hình nó đi. Và các luật sư của tên Saipo bảo rằng, thưa quý vị, với hai cái dẫn chứng, với hai cái tweet đó thì cho thấy là Tổng trưởng Tư pháp khó lòng mà đưa ra những cái quyết định khách quan bởi vì ông đang bị Tổng thống gây áp lực. Và các luật sư của tên này bảo rằng nếu như mà tòa bác bỏ việc là không theo đuổi, không cho các công tố viên theo đuổi án tử hình, thì hãy bổ nhiệm một công tố viên độc lập để đưa ra quyết định thay cho ông Jeff Sessions, bởi vì ông Jeff Sessions không thể nào đưa ra những cái quyết định khách quan dưới những cái áp lực về được cân nhắc một cách về mặt chính trị một cách rất là trắng trợn của Tổng thống Donald Trump.
Và thưa quý vị, trở lại với cái vụ tấn công khủng bố thì người đàn ông này là người từ Uzbek và anh ta sang Mỹ cách đây một vài năm, và chúng ta biết là vào sau đó thì anh ta đã khai trước tòa là anh ta được truyền cảm hứng từ những cái đoạn băng của ISIS được đăng trên mạng, những cái đoạn băng tuyên truyền. Và thưa quý vị, trở lại với cái bản tin là ai đứng đằng sau, ai đứng đằng sau cái bài xã luận mà gây chấn động đến như vậy. Và vào ngày hôm nay thì bà Nikki Haley, đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà cũng đã viết một bài xã luận. Và thưa quý vị, cũng còn nhiều cái nhân vật khác, nhiều cái viên chức cao cấp khác và một số cơ quan của chính phủ, họ cũng đã gửi ra những thông báo bằng cách này, bằng cách kia, một là thông báo, hai là lên mạng Twitter bác bỏ cái việc mình, rằng mình có liên quan dính dáng tới bài báo này. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp là một trong những cơ quan ít ỏi mà không gửi ra một cái thông báo tương tự như vậy. Và vào ngày hôm nay, một bản tin chiếm rất là nhiều thời gian của truyền thông quốc gia, đó là cựu cố vấn, cụ thể là cố vấn về chính sách đối ngoại của của ứng cử viên Donald Trump khi mà đang vận động tranh cử, đó là George Papadopoulos. Thưa quý vị, người đàn ông 31 tuổi này nhận tội khai mang với FBI, và vào ngày hôm nay thì anh ta bị tuyên án 14 ngày tù, tức là 2 tuần tù cộng thêm 1 năm quản chế. Lật lại thời gian, thưa quý vị, người đàn ông này trước đây đã có một cái mối quan hệ với một vị giáo sư ở bên London, và giáo sư này được cho là có mối quan hệ thân thiết với tình báo Nga. Và giáo sư này đã thông báo cho George Papadopoulos là về phía Nga, chính phủ Nga đang có trong tay những cái tài liệu hình sự về bà Hillary Clinton dưới dạng hàng ngàn email. Và sau này thì công chúng biết đây là những email mà Nga đã đánh cắp được trong cái hệ thống mạng của Đảng Dân Chủ. Và giáo sư này đã đứng ra sắp xếp cho cố vấn vận động tranh cử của ông Donald Trump gặp gỡ một người phụ nữ mà ông ta bảo, thưa quý vị, ông ta chỉ nói xạo thôi, ông ta bảo người phụ nữ này là cháu gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và trong một cái buổi chè chén say sưa, tức là đi uống rượu tại một cái quán bar đắt tiền ở London vào tháng 5 2016, thì Papadopoulos đã tiết lộ, tức là trong lúc uống rượu thì anh ta đã tiết lộ cái tin này ra cho một nhân viên ngoại giao của Úc. Và nhân viên ngoại giao của Úc này lập tức báo động với các đồng nghiệp của Hoa Kỳ. Chính vì vậy mà FBI đã mở một cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Và đến tháng 5 năm 2017 thì cái cuộc điều tra này được chuyển giao cho công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và khi mà được thẩm vấn, bị FBI thẩm vấn, thì người này, cựu cố vấn vận động tranh cử của ông Donald Trump, đã khai dối. Thưa quý vị, anh ta bảo là anh ta gặp gỡ với vị giáo sư này trước khi mà vào làm cho ban vận động tranh cử của ông Donald Trump, nhưng thực sự là anh ta gặp sau khi đã vào làm cho ban vận động tranh cử của ông Donald Trump. Và trong một cái cuộc họp ở ban vận động tranh cử thì Papadopoulos đã đưa cái ý kiến là anh ta muốn dùng cái mối quan hệ với vị giáo sư này để đứng ra sắp xếp một cái cuộc gặp gỡ giữa ông Donald Trump và ông Putin. Nhưng mà trong cái phiên điều trần chủ thuận thì Tổng trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions lúc đó đã phủ nhận. Ông bảo rằng là ông có nghe ý kiến này nhưng mà ông đã gạt ý kiến này qua một bên. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái hồ sơ để lên tòa, cái hồ sơ mà để lên trước cái phiên tuyên án, thì hồ sơ tòa cho thấy là các công tố viên biết được, các luật sư của Papadopoulos, họ đã giải thích rằng, họ bảo rằng là ông Donald Trump, lúc đó là ứng cử viên Donald Trump, đã gật đầu chấp thuận và ông dành cái quyết định cho ông Jeff Sessions. Và ông Jeff Sessions lúc đó tỏ ra rất là quan tâm. Và ông Donald Trump bảo rằng là ban vận động tranh cử nên xem xét cái vấn đề này. Và thưa quý vị, ban đầu thì FBI họ nghĩ rằng là họ sẽ có được cái sự hợp tác, họ muốn bảo đảm một cái sự hợp tác từ cựu cố vấn vận động tranh cử của ông Donald Trump. Nhưng mà
Sau đó khi mà Papadopoulos bắt đầu liên lạc, bắt đầu gặp gỡ với báo chí thì họ dẹp cái ý định này qua một bên, bởi vì anh ta chứng minh, anh ta cho thấy anh ta là người không có đáng tin cậy. Và sau đó thì thậm chí cái cuộc thẩm vấn thứ hai để bàn về cái sự hợp tác thì họ cũng hủy luôn. Tuy nhiên, tuy vậy nhưng mà họ cũng lấy được rất là nhiều thông tin từ email, từ tin nhắn và những cái thông tin chứa đựng trong một cái chiếc điện thoại mà họ bị trịch thu, họ trịch thu được của Papadopoulos. Và đây là cố vấn của đầu tiên của ông Donald Trump bị tuyên án trong cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, và ngay không lâu sau khi mà cái bản án được ấn định thì Tổng thống Donald Trump đã lên mạng Twitter nhạo cái bản án nhẹ như hều này. Ông bảo rằng 14 ngày cho 28 triệu Mỹ Kim, như vậy 2 triệu Mỹ Kim một ngày, không có thông đồng gì cả, và một ngày tốt đẹp cho nước Mỹ. Thưa quý vị, không ai hiểu là ông Donald Trump có ý gì khi đưa ra cái con số là 28 triệu. Bởi vì ông không có giải thích cụ thể 28 triệu này là gì. Nhưng mà có vẻ như ông đang ám chỉ tới cái chi phí cho cái cuộc điều tra này, chi phí mà dành cho ban, thưa quý vị, ban điều tra của ông Robert Mueller. Tuy vậy, nếu như mà quả thật là ông Donald Trump, cái con số này ông Donald Trump muốn nói về cái chi phí đắt đỏ của cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ, thì nó cũng không có chính xác. Cho đến nay thì theo con số của chính phủ ước tính là Bộ Tư pháp đã chi khoảng 17 triệu Mỹ Kim cho cái cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ. Trong đó có hay không có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của ông Donald Trump và người Nga, cùng với liệu Tổng thống có cản trở công lý, có cản trở cuộc điều tra hay không. Và trong 17 triệu này thì ban điều tra của ông Robert Mueller chỉ mới chi tiêu khoảng 7,7 triệu Mỹ Kim mà thôi. Như vậy không biết là cái con số mà Tổng thống Donald Trump đưa ra muốn ám chỉ đến vấn đề gì. Và thưa quý vị, tình hình chính trị Hoa Kỳ rất là náo động, và chúng ta chờ xem thử là những cái diễn biến gì trong 2 ngày tới, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, trong suốt thời gian vừa qua, trong hơn 1 năm qua, gần 2 năm qua, kể từ khi rút lui khỏi chính trường, thì chúng ta thấy cựu Tổng thống Barack Obama im hơi lặng tiếng. Ông ít khi lên tiếng, và theo một số những người thân của ông cho biết là mỗi lần mà nhắc đến ông Donald Trump thì Tổng thống Obama dường như không muốn nghe và ông không nhắc đến tên ông Donald Trump. Tuy nhiên ngày hôm nay đã có ngoại lệ. Trong một bài phát biểu tại một trường đại học ở tiểu bang Illinois, ông Obama đã chỉ trích ông Donald Trump thẳng thừng. Và ông nhắc trong bài phát biểu, ông nhắc đến chỉ trích ông Donald Trump 7 điểm ông nhắc tên ông Donald Trump. Ông bảo rằng là những gì mà đang xảy ra không có phải là do ông Trump bắt đầu. Ông Trump chỉ là dấu hiệu thôi chứ không phải là nguyên nhân. Mà ông Trump biết cách tận dụng những bất mãn của người dân mà do giới chính trị tạo ra trong một thời gian rất là dài. Và ông tấn công ông Donald Trump ở 7 điểm, thưa quý vị, về cắt giảm thuế, về Obamacare, về Charlottesville, về Puerto Rico, về Nga, về Tổng thống Vladimir Putin. 7 điểm lần lượt được ông Obama đem ra mổ xẻ chỉ trích. Ông Obama được cho cả hai vợ chồng ông cùng phu nhân, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, hai người bây giờ đang bắt đầu những bước chân vào vận động tranh cử cho dân chủ, bởi vì chúng ta không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Và thưa quý vị, trong bài phát biểu ngày hôm nay thì ông Obama bảo rằng ông cũng bất mãn với truyền thông, bởi vì ông cũng bị truyền thông chỉ trích, truyền thông tấn công. Nhưng mà ông cũng đáp trả, ông cũng tấn công như không bao giờ ông gọi truyền thông là kẻ thù của nhân dân. Và những gì xảy ra nó đang đi ngược lại với cái lý tưởng của người Mỹ, những cái lý tưởng, những cái giá trị của người Mỹ. Và thưa quý vị, không biết là ảnh hưởng của cựu Tổng thống Obama có còn nhiều đối với lực lượng đã từng hậu thuẫn, đã từng đưa ông vào tòa Bạch Ốc trước đây hay không. Nhưng mà rõ ràng, ông đang kêu gọi cử tri dân chủ hãy đi bỏ phiếu, và ông đang nhắm vào những cái cử tri mà chưa quyết định cái lá phiếu của mình dành cho ai.
Trở lại với California. Thưa quý vị, cháy rừng ở phía bắc thành phố Redding, vụ cháy rừng có tên là Delta Fire vào ngày hôm qua, Hương Giang đã loan tin tới quý vị. Bây giờ cháy rừng vẫn đang còn hoành hành đó quý vị. Và vào ngày hôm qua có ít nhất là 17 chiếc xe tải, thưa quý vị, 17 chiếc xe tải lớn, xe tải 18 bánh đã bị tài xế bỏ của chạy lấy người đậu trên đường, và có ít nhất là 4 xe tải bị cháy, bị thiêu rụi, xe tải 18 bánh, xe tải lớn bởi vì do cháy rừng. Cho đến giờ thì chúng ta chưa nghe thực sự thiệt hại, đã có thiệt hại về nhà cửa, về nhân mạng hay không. Nhưng mà phía bắc của tiểu bang California, cháy rừng vẫn đang hoành hành. Và mới đây thì tiểu bang California đã thông qua một cái dự luật mà cho phép các quán bar, thưa quý vị, nhà hàng bán rượu cho đến 4 giờ sáng. Và vào ngày hôm nay thì tổng biện lý của tiểu bang California thông báo là mới đây họ đã bắt giữ được 4 người trong một gia đình, và gia đình này là gia đình tổ chức, thưa quý vị, có cái cơ sở trông nom trẻ em, đây, thưa quý vị, child care. Và 4 người trong gia đình này từ 38 cho đến 67 tuổi, Hương Giang đọc tên thì có lẽ là người phi luật tân ở San Mateo. Và để mà cho các cơ sở giữ trẻ của mình hoạt động thì họ, thưa quý vị, bây giờ họ đang dính tới những cái cáo buộc buôn người. Buôn người vì sao? Bởi vì họ bóc lột sức lao động của những người này. Những người này có người làm gần 24 tiếng một ngày và được ăn ở trong một cái điều kiện hết sức là tồi tệ và thường xuyên bị đe dọa. Và thưa quý vị, đây chỉ là một trong rất là nhiều những cái vụ bạo hành, những cái vụ bóc lột gia đình, bóc lột lao động và những cái vụ mà liên quan đến buôn người xảy ra tại California rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái gia đình họ đã đưa những cái người ở bên nước của họ sang đây, chẳng hạn như giúp việc cho gia đình mình, nhưng mà họ lại bạo hành, bóc lột, và những người này thân cô thế cô, họ không biết tiếng, không biết luật pháp và họ không có biết ai để kêu cứu. Và trước đây Hương Giang đã chia sẻ với quý vị có những cái bản tin rất là đau lòng, có bé gái 9 tuổi đã bị một cái gia đình giàu có ngay trong phía nam vịnh San Francisco, và em bị ngược đãi, em bị đưa từ từ nước của họ sang này để làm, thưa quý vị, giúp việc cho gia đình, bị ngược đãi, làm việc quần quật mười mấy tiếng mỗi ngày, ngủ ở trên sàn nhà ngoài garage. Những cái vụ việc như vậy những vẫn xảy ra chung quanh chúng ta. Và thưa quý vị, Hương Giang xin kết thúc phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là nhẹ nhàng, thoải mái và thư giãn. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.